Vật phẩm phong thủy, mẫu bình tỏi, chế tác cảnh, công danh phú quý kết hợp với thuận buồm xuôi gió. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng với mong muốn giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Tại video này, ngày hôm nay thì giới thiệu đến mọi người một mẫu bình tỏi với chiều cao là 70 và đường kính bụng là 42, đường kính bụng nhé. Ở trên tác phẩm này được chế tác hai cảnh, một cảnh hình ảnh chim công và hoa đào, một cảnh là thuận buồm xuôi gió là hình ảnh một con thuyền đang ra khơi. Ở hình ảnh chim công và hoa đào, chim công là biểu tượng cho sự phú quý giàu sang, hình ảnh một cặp chim công còn thể hiện cho tình cảm vợ chồng bền chặt sắt son, gia đình ấm no hạnh phúc. Ở chim công kết hợp với hoa đào là biểu tượng của sự may mắn cát lợi đến với gia chủ. Ở ngoài ra thì đây là cảnh tiếp theo thứ hai, ở cảnh này là hình ảnh một con thuyền đang ra khơi với cánh buồm đầy gió và dưới sóng nước đưa thuyền về phía trước. Ở đây là một hình ảnh với cái mong muốn là cho gia chủ luôn luôn gặp được những thuận lợi, những may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Đấy là hình ảnh ý nghĩa của hình ảnh một con thuyền đang thuận lợi ra khơi nhé. Bên hông thì chế tác hình ảnh là hoa này, trên cổ chế tác hình ảnh là cá và hoa trên cổ của tác phẩm. Đang nhìn. Nó chất liệu của cái bình này là chất sứ, sứ trắng Bát Tràng. Họa tiết ở trên tác phẩm này đều được vẽ thủ công bằng tay và sản phẩm này đã được mạ thêm vàng 24K rồi. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm này gửi qua Zalo và số điện thoại đã được gắn ở bên trên video để chúng tôi biết chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Cùng là một cái tên thôi nhưng có rất nhiều kiểu chế tác họa tiết khác nhau, cần chế tác đi khác đi vài cảnh là đã sang một cái tác phẩm khác rồi. Thế nên là để chuẩn nhất, mọi người vui lòng là chụp ảnh lại mẫu sản phẩm gửi qua Zalo và số điện thoại chúng tôi đang để bên trên video. Tất cả sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm. Chất xứ nó sẽ trắng như thế này nhé. Đây là dưới đáy này. Đây là trên miệng này. Nó sẽ trắng như vậy. Âm thanh nó rất là đanh vang và trong tiếng. Và giờ mình xin phép được quay cận vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Hiện tại là mình đang quay cận vào cái mặt trước của sản phẩm này. Mặt này là mặt chế tác hình ảnh chim công và hoa đào nhé. Chim công thì một chim trống này, chim trống thì cái đuôi xòe rộng này, chim mái sẽ ép ở bên cạnh. Chim trống này. Bên hông của tác phẩm này. Bên hông của tác phẩm vẽ chế tác hình ảnh là cá và quả đào. Ở trên cổ cũng là hình ảnh cá nhé. Ở đây là hình ảnh con thuyền đang ra khơi này. Chúng ta quan sát hình ảnh một con thuyền đang ra khơi. Thì như ngày xưa ấy, từ xa xưa thuyền thì chúng ta chỉ sử dụng là sức người, sức gió và sức nước. Thì ở đây hình ảnh một con thuyền này đang ra khơi này có hai yếu tố. Thứ nhất là cái gió này nó căng về cái hướng con thuyền đang đi này, đây là một điều thuận lợi này. Đây là sóng nước thì cũng như vậy, sóng nước và nước biển đang có cái hướng là đưa thuyền về phía trước này. Chúng ta cũng nhìn có nghĩa là có sóng nước để đưa thuyền đi nhanh hơn. Thì đây là hai cái yếu tố giúp con thuyền có thể đến đích một cách nhanh nhất. Đây là một cái hình ảnh thể hiện cho sự thuận lợi, sự may mắn trong công việc. Ngoài ra chúng tôi còn nhận chế tác các mẫu sản phẩm theo cái họa tiết yêu cầu. Ví dụ như mọi người có một mẫu họa tiết mọi người muốn chế tác thì chúng tôi sẽ chế tác lên trên cái vật phẩm phong thủy theo cái dáng bình mà mọi người mong muốn nhé. Mình là Khánh, đồ gốm phong thủy chuyên cung cấp và nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu.